Ngày tốt tháng 6 năm 2022 âm lịch, Quảng Tầm xin kính chào quý anh chị em. Thì sau đây, Quảng Tầm xin được mời quý anh chị em cùng tham gia khảo sát những ngày tốt nhất trong cái tháng 6 năm 2022 âm lịch để chúng ta có thể ứng dụng vào trong cái cuộc sống, ứng dụng vào việc khai trương, mở hàng, sửa nhà, nhập trạch, ký kết hợp đồng, rồi mua xe. Trước tiên, kính thưa quý anh chị em, là vào ngày mùng 1 tháng 6 âm lịch là ngày Quý Sửu. Ngày hôm nay là ngày trực nguy, cũng là một ngày không có tốt để cho chúng ta có thể mà khai trương, mua xe hoặc sửa nhà, nhập trạch hoặc ký kết hợp đồng. Do đó ngày hôm nay là một ngày không tốt, chúng ta nên lướt qua. Tiếp theo là ngày 2 tháng 6 âm lịch là ngày Giáp Dần, là ngày trực thành, là một ngày rất tốt, là những cái công là một ngày rất là tốt để cho chúng ta có thể thành công trong cái vấn đề mà khai trương, mua xe, sửa nhà hoặc là ký kết hợp đồng. Ngày âm lịch là ngày mùng 2, ngày dương lịch là ngày 30. Ngày 30 tháng 6 dương 30 tháng 6 dương lịch. Can chi là ngày Giáp Dần. Tuy nhiên, ngày Dần thì tuổi Thân bị xung và tuổi Tỵ bị hình. Dần Tỵ Thân, cho nên tuổi Thân và tuổi Tỵ chúng ta không có dùng được ngày hôm nay. Nên quý anh chị em tuổi Thân và tuổi Tỵ nếu muốn khai trương, mua xe, sửa nhà, hoặc nhập trạch hoặc là ký kết hợp đồng thì những cái công việc quan trọng thì chúng ta nên chọn những cái ngày khác. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua ngày mùng 3. Ngày mùng 3 là ngày trực thu, là mang tính chất là thu hoạch, thu vào, thu nợ vân vân. Thì ngày hôm nay cũng là một ngày không tốt để cho chúng ta khai trương, mua xe hoặc sửa nhà, nhập trạch. Cho nên chúng ta cũng xin được lướt qua ngày hôm nay. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua ngày mùng 4 là ngày Bính Thìn, ngày trực khai, là một ngày rất tốt. Ngày mùng 4 âm lịch là nhằm ngày mùng 2 tháng 7 dương lịch, ngày Bính Thìn. Ngày Bính Thìn thì tuổi Thìn bị hình và tuổi Tuất bị xung, cho nên anh chị em tuổi Thìn và tuổi Tuất thì chúng ta cũng không có dùng được ngày hôm nay. Ngày Bính Thìn là một ngày trực khai, là một ngày rất tốt cho vấn đề mà khai trương, khai mở, mua xe, sửa nhà vân vân, rất là tốt. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua ngày mùng 5. Ngày mùng 5 âm lịch là nhằm ngày trực bế, là mang tính chất đóng lại, lấp lại, cho nên chúng ta cũng là một ngày không có tốt, cho nên chúng ta cũng lướt qua. Tiếp theo là ngày mùng 6 là ngày Mậu Ngọ. Mậu Ngọ là ngày trực kiến. Ngày trực kiến thì cũng là một ngày không có tốt, cho nên chúng ta cũng nên lướt qua. Tiếp theo là ngày mùng 7 âm lịch là ngày trực trừ, cũng là một ngày lại tốt loại 2. Tuy nhiên, ngày hôm nay thì chúng ta cũng có thể sử dụng được. Ngày mùng 7 tức là ngày mùng 5 tháng 7. Nhằm ngày mùng 5 tháng 7. Ngày Kỷ Mùi. Tuy nhiên, ngày Mùi thì kính thưa quý anh chị em, ngày Mùi thì tuổi Sửu bị xung và tuổi Tuất bị hình, cho nên tuổi Sửu và anh chị em tuổi Sửu và tuổi Tuất chúng ta không dùng được ngày hôm nay. Chúng ta nên, nếu chúng ta có những cái công việc gì quan trọng thì chúng ta sẽ chọn ngày khác. Tiếp theo là chúng ta sẽ qua ngày mùng 8. Ngày mùng 8 là ngày trực mãn. Ngày mùng 8 trực mãn mang tính chất gọi là hoàn mãn, hoàn công, là mãn tan vân vân. Cho nên cái ngày hôm nay cũng là ngày không có tốt để cho chúng ta có thể khai trương. Tiếp theo là qua ngày mùng 9, cũng là ngày trực mãn, cũng là ngày không tốt. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua ngày mùng 10 âm lịch. Ngày mùng 10 âm lịch tức là sẽ nhằm ngày mùng 8 tháng 7. Ngày mùng 8 tháng 7 dương lịch là ngày Thần Tài. Là ngày Thần Tài. Cho nên quý anh chị em cũng có thể lưu ý, chúng ta có thể cúng kiến vào trong ngày Thần Tài để chúng ta có thể cầu tài lộc đến với chúng ta. Đặc biệt là ngày mùng 10 là ngày Nhâm Tuất, là ngày trực bình, là một ngày rất tốt cho chúng ta có thể khai trương, khai mở hoặc là khởi công, sửa nhà, nhập trạch, ký kết hợp đồng, những công việc quan trọng trong cuộc sống. Tiếp theo là ngày 11 là ngày Quý Hợi. Ngày 11 âm lịch là nhằm ngày mùng 9 tháng 7 là ngày Quý Hợi. Là một ngày rất tốt để cho chúng ta có thể gọi là khai trương, khai mở,
làm những công việc quan trọng trong cuộc sống. Tuy nhiên, ngày Hợi thì tuổi Tỵ bị xung và tuổi Hợi bị hình. Cho nên anh chị em tuổi Tỵ và tuổi Hợi chúng ta không dùng được ngày hôm nay, chúng ta nên lựa chọn cái ngày khác. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua ngày 12 là ngày Giáp Tý, là ngày trực chấp, là không là một ngày không có tốt, chúng ta nên lướt qua. Ngày 13 là ngày chúng ta sẽ qua là ngày trực phá. Thì ngày hôm nay là cái ngày mang tính chất gọi là phá dỡ, phá hủy, làm những cái công việc mang tính chất gọi là phá bỏ cái cũ đi. Thì làm cái việc đó. Cho nên cái việc mà chúng ta cần làm là khai trương, rồi mua xe, sửa nhà, nhập trạch, rồi ký kết hợp đồng thì nó không có phù hợp. Cho nên chúng ta cũng lướt qua. Tiếp theo thì qua ngày 14 là ngày trực nguy, cũng là một ngày không có tốt, ngày xấu. Qua ngày 15 là ngày trực thanh, là ngày đinh mão, ngày 15 âm lịch. Thì sẽ nhằm ngày 13 dương, ngày 13 tháng 7 dương lịch. Ngày này là ngày đinh mão, là ngày trực thành, là một ngày mang tính chất gọi là hoàn thành, thành công. Nói chung mọi việc đều thành. Thì ngày mão thì tuổi Dậu bị xung. Và tuổi Tý bị hình. Cho nên quý anh chị em tuổi Dậu và tuổi Tý chúng ta không dùng được ngày hôm nay. Chúng ta nên cân nhắc cho ngày khác. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua ngày 16. Ngày 16 là ngày trực thu, là một ngày mang tính chất về thu hoạch, thu vào. Cho nên ngày hôm nay cũng là ngày không có phù hợp tới vấn đề mà khai trương, khai mở, rồi ký kết. Tiếp theo là ngày qua ngày 17 là ngày trực khai, là một ngày rất tốt cho chúng ta có thể khai trương, động thổ, vân vân. Thì ngày 17 âm lịch là nhằm ngày 15 tháng 7 dương lịch, là ngày Kỷ Tỵ. Ngày Tỵ thì tuổi Hợi bị xung và tuổi Thân bị hình. Do đó anh chị em tuổi Hợi và tuổi Thân chúng ta nên cân nhắc chọn ngày khác. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua ngày 18 là ngày trực bế, là mang tính chất bế, là đóng lại, lắp lại, cũng là một ngày không có phù hợp cho những cái công việc quan trọng trong cuộc sống. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua ngày 19 âm lịch là ngày trực kiến, là cũng không có tốt, cho nên chúng ta cũng nên lướt qua. Ngày 20 là ngày trực trừ, cũng là một ngày khá là tốt, nhằm ngày 18 tháng 7 dương lịch. Ngày Nhâm Thân ngày Thân thì tuổi Dần bị xung và tuổi Dần vừa bị xung mà vừa bị hình, cho nên anh chị em tuổi Dần thì chúng ta cũng không nên chọn ngày, anh chị em tuổi Dần chúng ta nên cân nhắc để lựa chọn ngày khác. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua ngày 21. Ngày 21 là ngày Quý Dậu, ngày trực mãn, là mang tính chất gọi là hoàn mãn, là mãn tan vân vân, thì chúng ta làm chọn những ngày này. Còn chúng ta hiện tại đang chọn những ngày cho khai trương mua xe thì cũng không có tốt. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua ngày 22 là ngày Giáp Tuất, là ngày trực bình. Ngày 22 là một ngày rất tốt, nhằm ngày 20 tháng 7 dương lịch. Ngày Giáp Tuất là một ngày rất tốt để cho chúng ta làm những cái công việc quan trọng trong cuộc sống. Mặc dù ngày 22 là ngày Tam Nương, tuy nhiên Tam Nương thì rất là nhiều thầy hoặc là nhiều anh chị em không có hiểu rõ về cái ngày Tam Nương nên chúng ta thường e ngại. Tuy nhiên ngày Tam Nương thì chúng ta chỉ e ngại cho vấn đề cưới hỏi thôi. Còn những cái vấn đề mà khai trương, khai mở, rồi mua xe, rồi ký kết hợp đồng vân vân, rồi sửa nhà nhập trạch thì nó không có quan trọng, nên nó không có gọi là ảnh hưởng. Cho nên quý anh chị em cứ tự tin ta dùng ngày hôm nay. Tuy nhiên ngày Tuất thì tuổi Thìn bị xung và tuổi Sửu bị hình. Này Sửu tức Mùi, cho nên tuổi Mùi, tuổi Thìn và tuổi Mùi. Tuổi Thìn bị xung và tuổi Mùi bị hình, cho nên quý anh chị em tuổi Thìn và tuổi Mùi thì chúng ta cũng nên cân nhắc chọn ngày khác. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua ngày 23. Ngày 23 là ngày trực định, là một ngày rất là tốt để cho chúng ta làm những công việc quan trọng trong cuộc sống. Ngày 23 là nhằm ngày 21 tháng 7 dương lịch. Thì là ngày Giáp xong thời tới là ngày Ất Hợi. Ngày Hợi thì tuổi Tỵ bị xung và tuổi Hợi bị hình. Cho nên anh quý anh chị em tuổi Tỵ và tuổi Hợi thì chúng ta không có dùng được ngày hôm nay, chúng ta cân nhắc chọn cái ngày khác. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua ngày 24 là ngày trực chấp, cũng mang tính chất tranh chấp, nó cũng không có tốt.
Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua ngày 25 là ngày Đinh Sửu, ngày trực phá. Phá có nghĩa phá bỏ, phá dỡ. Cho nên khi nào chúng ta chọn những cái công việc mang tính chất mà trừ bỏ, phá bỏ đi thì chúng ta chọn ngày này. Còn không thì chúng ta không ký kết hợp đồng, khai trương hay nhập trạch thì chúng ta không nên chọn ngày này. Cho nên chúng ta lướt qua. Tiếp theo là chúng ta sẽ qua ngày 26 là ngày trực nguy. Ngày trực nguy cũng là một ngày không có tốt, cho nên chúng ta cũng nên lướt qua. Tiếp theo là ngày 27 là ngày kỷ mão, là ngày trực thành, là một ngày rất tốt để cho chúng ta có thể sử dụng những làm những cái công việc quan trọng trong cuộc sống. Ngày 27 âm lịch là nhằm ngày 20, ngày 25 tháng 7 dương lịch là ngày kỷ mão. Ngày kỷ mão thì tuổi dậu bị xung và tuổi tý bị hình, cho nên quý anh chị em mà tuổi dậu tuổi tý thì nếu chúng ta muốn sử dụng thì chúng ta cũng phải cân nhắc lựa chọn ngày khác. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua ngày 28. Ngày 28 là ngày canh thìn, là ngày trực thu, là cũng là một ngày không có tốt cho vấn đề gọi là khai trương khai mở. Qua ngày 29 là ngày trực khai, là một ngày rất là tốt. Ngày 29 tháng 6 âm lịch là nhằm ngày 27 tháng 7 âm lịch là ngày Tân Tỵ. Ngày Tỵ thì tuổi Hợi bị xung và tuổi Thân bị hình, cho nên quý anh chị em tuổi Hợi và tuổi Thân thì chúng ta nên cân nhắc chọn ngày khác. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua ngày 30 âm lịch. Ngày 30 âm lịch là ngày trực bế. Ngày 30 tháng 6 âm lịch là ngày trực bế, cho nên là cũng mang tính chất đóng lại, lấp lại, cũng không có tốt cho chúng ta làm những công việc khai trương khai mở. Như vậy, kính thưa quý anh chị em, thì Quảng Tầm đã cùng với quý anh chị em đã tuyển chọn xong những cái ngày tốt nhất trong cái tháng 6 năm 2022 âm lịch nhằm vào tháng 7 năm 2022 dương lịch, là những ngày tốt nhất để chúng ta khai trương, mua xe, sửa nhà, nhập trạch, ký kết hợp đồng và những cái công việc quan trọng trong cuộc sống. Còn những cái ngày mà chúng ta không chọn là những ngày nó mang tính chất gọi là bình thường, cho nên cũng chúng ta cũng đừng có quá lo lắng về nó. Chúng ta cứ mọi việc mang tính chất ổn định, còn những cái công việc quan trọng như chúng ta đã kể trên thì chúng ta lựa chọn những ngày tốt như vậy. Thì Quảng Tông một lần nữa xin kính chào quý anh chị em và hẹn gặp lại quý anh chị em trong những video tiếp theo.